Xin phép chào chú có thể giới thiệu chú tên là gì? Tôi tên Nguyễn Văn Trọng. Chú Trọng? Chú Trọng là quê ở đâu đây? Quê ở Cần Thơ, ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Dạ, Cần Thơ xa. Hôm nay chú Trọng về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp chú gì đây? Nhờ tìm con gái Nguyễn Thị Ngọc Dung 17 tuổi. Dạ, con gái chú đi đâu mà chú phải đi tìm đây? Nó đi lên thành phố nó làm rồi, nó theo bạn bè rồi giờ nó ở, giờ 6 tháng nay là nó không có liên lạc về nhà, rồi cha mẹ ở nhà không biết là nó sao, nó biết nó chết sống rồi sao, rồi phải liên lạc về nhà thì không có liên lạc về nhà, 6 tháng nay không liên lạc về nhà. Vậy là bé một mình, bé đi làm ở Sài Gòn hả chú? Một mình đi làm. Nhà mình có bà con hay là... Ba đứa gái không à? Không, ý của con đó, nhà mình có bà con hay là làng xóm gì ở trên Sài Gòn không? Có chị nó làm ở trên Sài Gòn mà, nhưng mà nó không có làm chung với chị nó. Nó làm riêng, nó đi làm riêng. Có ở cùng không ạ? Không có ở cùng luôn, ở riêng luôn. Trước khi lên là có ở cùng không? Không, trước khi lên cũng không ở cùng với chị nó luôn. Sau khi hả? Nó tự đi làm bên đó. Rồi đất ơi, bé mới có 17 tuổi mà một thân một mình đất Sài Gòn mà dám đi ra ở riêng một mình. Bởi vì trước đó là trước trong 2003 là nó có đi ra Thủ Đức, là có bà con dẫn ra làm mà quán nhà hàng là giao cho công phần cho học sinh ở Thủ Đức, rồi nó quen cái đường ở trên đây rồi là nó hỏi nó là nó lên nó tự xin việc làm ở trên đây rồi nó tự đi lên nó làm. Con nhà mình theo như chú chia sẻ, chú có biết thêm được rằng là con nhà mình đã có bạn hoặc có bè gì ở trên Sài Gòn không? Là chưa. Nó về nhà là nó không chia sẻ là nó có bạn bè gì trên Sài Gòn hết chứ. Không có hả? À, dạ. Trước giờ là con nhà mình có yêu đương hoặc là quen bạn trai gì không? Nó nói là nó có quen bạn trai nhưng mà nó không có dẫn về nhà, nó không có giới thiệu, nó không có thấy mặt hay gì chứ. Tính tình con nhà mình như thế nào đây? Nó cái tính nó ít nói nhưng mà nó cọc lắm, nó nói một là một, hai là hai, nó nói là nó đi là đi, nó không nói ai chứ. Có ngoan không chú? Nó ngoan, nói thì nó cũng nghe lời lắm. Nó có bao giờ hỗn hào với cha mẹ không? Nó hỗn với mẹ nó, là mẹ nó nói, bị mẹ nó nói nhiều, mẹ nó cãi lại mẹ nó, chứ còn cha nói là nó không có cãi. À, dạ. Vậy là trong quá trình 6 tháng trời này là gia đình nhà mình không có tin tức gì về con? Không có tin tức, không có liên lạc về nhà, không có tin tức gì. Bé cũng không gọi điện về hỏi thăm gia đình luôn? Không có hỏi thăm luôn. Vậy là chú bây giờ chú đang sợ nhất điều gì đây? Đang sợ là sợ như con giờ con còn sống ở đây thì con cũng liên lạc về nhà cho cha cho mẹ, hay mẹ nhà đang bệnh cho mẹ bớt bệnh, với giờ cha cũng không biết làm sao giờ. Trước giờ bé có từng bỏ đi hoặc là không liên lạc về nhà như lần này không? Dạ không. Giờ mới đi hồi đầu năm 2003 rồi. Nửa năm 2003 đó làm ở bên Thủ Đức, là nó mới nghỉ làm bên Thủ Đức. Cái tấm hình này lâu chưa chú? Tấm hình này mới đây. Đầu năm hả chú? Mới đây giờ đầu năm. Bé ăn mặc như vậy là bé đang đi làm hay là ở nhà đấy? Đi làm lên thành phố này làm đó. Làm quán đây hả? Không, cô không biết, nó nói là nó lên đây là nó làm cái gì đó cũng không gành luôn. Không có cho gia đình biết, không nó có cha không cho mẹ gia đình biết luôn. Nó không cho cha mẹ biết luôn. Trời đất ơi. Sao mà đi làm ở đâu đó mà cũng không thông báo cho gia đình biết là làm công việc như thế nào luôn? Đó thì nó về bữa đi bữa hôm mùng 2 Tết tới giờ là nó không về luôn. Nó không liên lạc về nhà, nó không về luôn, nó không liên lạc về nhà, nó làm công việc chuyện việc gì nó cũng không. Trước kia đi làm là có gửi cho cha mẹ được đồng bạc nó không? Có, hồi trước thì trong năm 2024 trở lại 2023 nó có gửi về cho mẹ nó. Gửi nhiều không chú? Gửi một tháng là nó gửi về cho 1 triệu vậy rồi chứ không có nhiều. Ít ha. Bé thì mới 17 tuổi. Cái này chỉ có một là làm các cái quán cà phê hoặc quán tư nhân ở ngoài thôi, hoặc là bán hàng này kia thôi. Dạ. Hoặc là làm những cái công ty tư nhân thôi, chứ còn bé đã đủ tuổi đâu mà vào công ty. Nó chưa có đủ tuổi đâu, chưa có vào công ty được. Nó dạ. Nói là nó có nói chia sẻ với mẹ là nó lên thành phố này là nó bán shop quần áo cho người ta. Shop quần áo. À, nó nói là nói vậy. Chứ cũng không biết là từ trước tới giờ là con nhà mình chưa có quen bạn nào hết. Dạ, chưa ở quê ở nhà là chưa có quen bạn nào chứ. Còn đi ra ngoài là mình không biết. Đi ra ngoài là không biết. Chú đang nghi ngờ điều gì đây? Nghi ngờ là quen với cái bị gì, cũng nghe bạn bè là bây hiện tại bạn bè của bé này là dạ. Ở gần là bị gì đang cho nó mượn tiền.
rồi đăng lên bài là nó không có lên trên trên điện thoại, nhưng mà bạn nó đăng lên hình lên là nói là nó đang cặp bồ với thằng này, là thằng này đang đa, như thằng này ở không không đó, là nó đi làm vậy, nuôi thằng đó vậy Trời đất ơi, cặp bồ với thằng nào? đó. Thằng này là khoảng 30 tuổi rồi, 30 tuổi 30 tuổi rồi, là con nhà mình cặp bồ á? cặp bồ đó. Chú nghe ai nói? Nghe là nghe bà nghe là cái như bạn của nhỏ nhỏ này nè, bạn của nhỏ chị nó nữa, À, bạn của con gái nhà mình và bạn của chị của bé này bạn bạn trên Facebook á, nói với gia đình nhà mình hay là đăng bài lên Facebook? đăng hình, là đăng bài lên, là nhỏ chị nó, là chị nó là bắt điện thoại lên gặp, Nhưng mà họ đăng bài con hình ảnh con nhà mình lên trên Facebook với mục đích gì? là có nghĩa là nói là nhỏ này đang cặp bồ với con đó mà mượn tiền thì thiếu tiền mà không không có để không có tiền trả, À, là đăng đăng lên là họ trong phốt đúng không ạ? Tức là đó họ phốt con gái nhà mình là mượn tiền của họ mà không trả cho họ. không trả cho họ Đúng không ạ? Mục đích của họ là vậy đúng không ạ? Chúng bắt gặp cái bài đăng đó lâu chưa? là con gái bắt gặp là đăng lên là trong vòng có 5 phút là gỡ bài đó, Gỡ rồi đăng hình hả? lên là gỡ bài, rồi con gái nó mới chụp cái hình lại, chụp Là cái hình hình này ở trên đấy luôn đúng không ạ? hình ảnh Mình này đó, mới có chứ đúng giờ không? mình mới có cái hình đó. Sao mình không nhắn tin mình hỏi mấy cái người bạn đăng bài đấy, mình hỏi xem như thế nào? Thì hỏi là nó bây giờ nó đang ở nhà trọ ở Phú Nhuận đó, nhưng mà Cái người đăng bài đó là trai hay gái? gái Mình hỏi là quan hệ như thế nào với con gái nhà mình, bạn bè thân thiết bạn là bè nào? bạn bè nhưng mà con nhỏ này là nhỏ bạn nhỏ đăng bài đó là nói là trước kia là cũng bạn gái của cái thằng đó luôn, À, vậy là là con hiểu rồi. nó trước kia là cũng bạn gái của thằng đó, rồi nó nuôi thằng đó không nổi, bây giờ nó bỏ thằng đó, mà thằng đó bây giờ đã đang thiếu nợ nó, là cái thằng đó là cũng thiếu nợ con nhỏ đó là trên chục triệu Bao đó, nhiêu ạ? trên 10 triệu, nó Trên một là chục cái thằng triệu. đó thiếu nhỏ đó đó nha, thiếu nhỏ đăng bài đó đó. Là bây giờ con nhỏ kia là phốt cả con gái nhà mình mà phốt cả thằng kia luôn. Rồi hỏi là có biết được rằng là con gái nhà mình với bạn đó là chơi với nhau lâu chưa? Cái bạn mà đăng bài ấy. Là mà bạn đó là bạn đăng bài là nói là biết 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 con gái nhà mình, chứ còn mình cũng chưa gặp con gái, là hỏi biết con nhỏ là không, mình cũng chưa gặp, chưa có bị nó đâu có liên hệ về nhà đâu rồi biết. Không, ý của con là gia đình nhà mình phải hỏi kỹ cái người mà đăng bài á, xem cái tình hình như thế nào để mình biết nắm bắt được cái thông tin để mình dễ đi tìm con hơn. Còn bây giờ mình chỉ nghe là cái bạn đã nói là con gái nhà mình đang ở quận mấy? Quận 7 hả? Ở quận 11, À, quận 11. quận Phú Nhuận. Mà lại đang nuôi bạn trai. Cái này là mình nghe thôi chứ mình chưa thấy, nhưng mà cái thông tin này cũng chưa có gì là chính xác ấy. Là nghe nghe cái thứ nhất là nghe rồi, với hai nữa là con nhỏ chị thứ ba của đó đó Dạ. là biết cái thằng đó, Dạ. biết cái thằng đó, vì Oh. biết thằng đó là biết cái thằng mà Thằng bồ của bé nhà mình. biết biết thằng đó là cặp bồ với nhỏ em đó, là bị gì hôm hôm Tết là nhỏ này nó mới đưa cái hình đó là cho coi là bà bạn của nó đó, bồ của nó đó. Vậy bây giờ mình tìm lên cái chỗ đó chưa, để mình gặp cái bồ của bé này chưa? Có tìm tới rồi, nhưng mà bồ của bé này nói là không biết, mới đầu tiên thì nói không biết, nhưng mà nhỏ chị nó tìm tới nó là không biết rồi, rồi hồi nó hồi hồi trước có biết mà bây giờ là không biết, nói gì đó. Vậy là bây giờ là rất sợ, rất lo lắng cho con gái nhà mình, không biết Dạ bây giờ rất ở sợ, rất nước như thế lo. nào đúng không ạ? dạ Mà đặc biệt cái thông tin như cái bạn kia chia sẻ rằng là con gái nhà mình đi làm để nuôi cái thanh niên đó, dạ thì điều đó chứng tỏ rằng thanh niên kia có thể là ăn chơi hoặc như thế nào đó. dạ Trong khi mà quá trình thời gian hai đi đứa mà con gái nhà mình cũng bạn trai đó ở với nhau, thanh niên kia có thể là làm cái điều gì không tốt với con gái nhà mình cũng nên. dạ Nên mà gia đình nhà mình rất lo lắng đúng rất không ạ? lo lắng điều Nhưng mà cái đó. thông tin này là gọi là chưa có chính xác. Mình chỉ nghe thôi chứ mình chưa tìm hiểu kỹ được đúng không ạ? Dạ Thì hôm nay thì chú là anh là một người cha dạ về đây nhờ anh em đi tìm con, đặc biệt là cha thì rất thương con và rất lo lắng, không riêng gì anh mà mẹ gia đình người thân ai đều dạ trông ngóng rằng là bé dạ là con của anh xem được video này để sớm quay trở về. Thì anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con đi, để dạ con của anh xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dung là cha Nghẹn nó là lòng. bé Út thường nó dữ lắm, Nói con ở đâu con về với ba mẹ đi. Dung cha từ Cần Thơ cho lên tới Bình Dương cho tìm bên đội của anh Hải, nhờ lên mạng rồi con ở đâu về về
Giờ cho điện về cho cha mẹ hay. Mẹ đang bệnh ở nhà. Hy vọng rằng là bé gái xem được video này thấy ba của con lặn lội từ Cần Thơ lên Bình Dương để nhờ các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Thì con đang ở đâu đó xem được video này hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu tới giờ phút này mà con chưa thể về được thì con cũng phải gọi điện về con báo tin. Con hãy nên nhớ rằng là có cha mẹ mới có con như ngày hôm nay. Mình là phận con mình phải làm tròn, thứ nhất là làm tròn chữ hiếu. Tháng này đang là tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu. Nên mà bản thân con lớn rồi, con phải suy nghĩ con làm sao cho đúng cái đạo làm con. Nên mà mong rằng là con gái tới giờ phút này mà con đang ở đâu đó thì hãy sớm liên hệ về với gia đình để báo tin cho gia đình yên tâm. Còn nếu tới giờ phút này mà con có thể gặp những cái điều không hay, đặc biệt rằng trong cái thời gian vừa qua con quen bạn trai như thế nào đó mà con có thể là gặp bạn trai không tốt lừa bán con hoặc là ép buộc con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật để kiếm tiền lợi ích cho bản thân, thì con cũng phải gọi điện để con báo tin với gia đình để gia đình yên tâm hơn nha con gái nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp tìm kiếm thông tin bé gái để khuyên bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Cái sự việc của chú và của anh thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí nhá. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Tôi đồng ý, tôi đồng ý cho anh em đội thủy Thanh Hải đang lên tìm con gái Dạ, cuối cho. video thì chúc anh cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái sớm quay trở về một ngày gần nhất nhé. Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Dạ em chào anh. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì? Em là Nguyễn Văn Tuấn. Anh Tuấn. Dạ. Dạ, còn chị? Em Lê Thị Thu Hiền. Dạ, chị Hiền ha. Anh Tuấn, chị Hiền. Anh Tuấn, chị Hiền là quê quán ở đâu đây? Dạ, ở Tây Ninh. Tây Ninh. Dạ. Hôm nay hai anh chị về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ anh chị gì đây? Dạ, thầy Kho. Tìm con. Dạ. Con của anh Tuấn họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Nguyễn Thế Ngọc. Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thế Ngọc. Thế Ngọc. Nguyễn Thế Ngọc. Dạ. Học hay Ngọc ạ? Anh có cái miệng nên ấy. Dạ vâng. Chị là Học hay là Ngọc chị? Ngọc, Ngọc. Ngọc. Dạ. Ngọc, Nguyễn Thế Ngọc. Con trai của chị là bỏ đi ngày nào đấy? Ngày 14 tháng 6 dương lịch. Trời đất ơi, ngày 14 tháng 6 mà Dạ. hôm nay là ngày 17 tháng 8 Tháng rồi. 8 là 2 tháng 3 ngày, ngày tăng ngày tháng 3 ngày. Con trai nhà mình là nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 19 tuổi. Chị có biết lý do vì sao mà em nó bỏ đi không? Con thì ở nhà anh thì nó đi học nghề, nó đang đi học nghề sửa Dạ. xe. Nào mà sợ ở nhà thì sợ nhiều khi nó nghe lời bạn bè là nó đi đám cưới, rồi ngày đó là nó đi đám cưới, tối lại nó đi làm, bằng ngày nó đi làm về. Rồi nó xin ba mẹ đi đám cưới, con đi đám cưới với thầy lát con về. Dạ. Là con đi luôn không có về. Vậy là xin đi đám cưới là đi luôn đến nay luôn. Dạ. Trời ơi. Nhà cũng đi tìm kiếm Dạ. mà tìm hoài không thấy con. Con trai nhà mình tính tình như thế nào đây chị? Ở nhà cũng ngoan, học nghề về rồi tối còn phải phụ ba mẹ làm bánh, nhà Dạ. tráng bánh Bánh tráng Tây á. Ninh đúng không ạ? Dạ. Trước giờ em có từng bỏ đi như vậy lần nào Dạ. không? Không. Tính tình của em là có bao giờ mà cãi lại ba mẹ không? Thì nó cũng có, nó thằng này thì nó nghe nó hay nghịch, cái là nó hay thay bô xe thì nhà cũng hay rầy con, thì cũng sợ, sợ là ra đường giao thông này kia nọ cũng ăn bắt vậy đó, là rầy nó. Vậy là đam mê xe độ rồi. Nó chỉ thay bô vậy thôi. Cái lông mày là em nó tự cạo hay là cái lông mày hình thức nó như vậy ạ? Tại anh làm vậy đó, anh cạo anh vậy đó, anh đi hớt tóc rồi anh kêu người ta làm cho anh vậy á. À, cạo lông mày, cái này thời trang đúng không ạ? Vậy là từ hôm con đi là con mang theo những thứ gì đi chị? Con đem theo chiếc xe, xe Plus, Biển số bao biển nhiêu? số là 70E1 57854 với một cái thẻ căn cước của con với giấy xe. Là cho tới nay là chưa có một cái tin tức gì về con. Không. Gia đình nhà mình đang sợ nhất điều gì đây? Giờ đến đây nhờ bên đội hiệp sĩ Thanh Hải tìm giúp con em về giùm gia đình. Chị đang lo sợ con nhà mình hơn 2 tháng trời qua sẽ gặp điều gì đây? Em cũng sợ là sợ con nó nhiều khi nó nghe lời bạn bè rồi nó đi
sợ nó đi đường qua bên 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 Cam thôi. Vậy là khả năng chị cũng như gia đình là đang nghi ngờ rất nhiều đúng không ạ? Con mới điện về cho em là bữa cuối tháng 7 âm lịch này. À. Nó có điện về, nó nói với em, mẹ ơi con đi làm, ba mẹ ở nhà yên tâm. Rồi xong rồi. Rồi em mới hỏi là con làm gì, con ở đâu? Nó nói là con làm văn phòng, bấm máy vi tính. Rồi xong luôn rồi. Rồi hỏi chứ con ở đâu? Nhưng mà con thì hỏi con phải nói thiệt với mẹ, nhưng mà nó nói là con ở Sài Gòn. Hỏi ở Sài Gòn là con ở chỗ nào, nói là ở quận 12, nhưng mà thật sự nhà cũng sợ, nhiều khi con nó không được nói thiệt. Gọi cho chị là bằng số điện thoại hay là bằng Zalo, Facebook? Dạ gọi bằng thư bút. Messenger đúng không ạ? Dạ đúng rồi, Messenger. Không có gọi điện thoại đúng không ạ? Dạ, tại con đi là ngày nó đi là nó đã rớt điện thoại nữa. Người ta cho em xin lại cái điện thoại của nó. Dạ. Chứ nếu mà gọi điện thoại bằng số điện thoại thì mình biết ngay là ở đâu thì dạ. Nếu ở Việt Nam thì cái đầu số khác, còn ở bên Cam thì đầu số khác. Nó chỉ gọi lên Messenger cho em thấy vậy đó. Là báo rồi. Tin là đang đi làm, bấm máy tính làm văn phòng. Dạ, nhưng mà 5 ngày nay nó điện về được 3 lần, cho em được tin được 3 lần rồi 5 ngày nay nó không liên lạc được nữa. Vậy là trước đó điện vào khoảng thời gian nào chị? Nó đi là khoảng thời gian 9 giờ tối là đây, tại đi đám cưới là đi luôn. Không, ý của em là gọi về cho chị là ở khoảng thời gian nào? 12 giờ đêm. Cứ 12 giờ đêm mới gọi. Dạ. Đó là cái lúc mà tan việc đấy. Thì nó nói với em là nó làm 12 tiếng. Đúng tối. Rồi, vậy thì đúng nó rồi đấy. Chính xác là vậy rồi đấy. Bởi vậy nhà mới lo rầu. Đây là không được nữa. Đây là những cái thông tin con nhà mình cung cấp đúng với những cái thông tin mà những nạn nhân đã từng bị lừa bán qua Cam về chia sẻ cùng với anh em. Bởi vì cái thời gian làm việc là từ ít nhất là từ 10 đến 12 tiếng. Nếu mà làm từ 10 giờ trưa thì phải đến 12 giờ đêm mới xong. Dạ đúng rồi, thì 12 giờ nó mới điện về, mà mấy năm ngày nay là không có điện được cho em nữa, không có điện về nhà được, mà nhắn tin cũng không được, theo số nó cũng không được luôn. Không trả lời. Chỉ có con trai của chị Vĩ liên hệ về với gia đình được thôi, còn gia đình nhà mình đâu có liên hệ được đâu. Không. Khổ quá khổ. Vậy theo như chị chia sẻ như vậy là con trai nhà mình 99,9% là bị sập bẫy lừa bán qua Cam rồi. Mình được mấy người con đây chị? Em chỉ có thằng đó duy nhất luôn, thằng Ngọc này duy nhất luôn. Vậy là mình đẻ có đứa thôi hả? Dạ. Tại nhà cũng khổ quá nên không có anh chị để là nhiều, làm... không sao nuôi không nổi. Dạ, anh chị là làm nghề về bánh tráng ha. Thôi bây giờ mọi chuyện nó đã như vậy rồi, còn nước còn tát chị ạ. Dạ. Hy vọng rằng là con nhà mình không bị sập bẫy qua Cam. Nhưng cái phần trăm, cái định hướng thì rất là cao. Khả năng qua đấy là rất là cao. Không riêng gì con nhà mình đâu mà rất nhiều các bạn trẻ trong thời gian vừa qua bị sập bẫy. Đặc biệt là lên các trang mạng xã hội để tìm việc làm. Yeah. Tìm việc làm, việc nhẹ lương cao. Bọn chúng rất nhiều chiêu trò. Anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải cũng như rất nhiều các trang truyền thông báo chí chính thống đã tuyên truyền rất nhiều, cảnh báo rất nhiều rồi. Hiện nay là cái chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao xảy ra ngày một càng phổ biến khắp các trang mạng xã hội. Yeah. Mục đích của bọn chúng là đánh vào giới trẻ, đánh vào những các bạn, các em, thậm chí có những em chưa đủ tuổi vị thành niên. Rất khổ, mong rằng tất cả các cô chú anh chị xem video này chia sẻ lan tỏa. Thứ nhất là để giúp chị, thứ hai là đó cũng là cái lời khuyến cáo cảnh giác tới tất cả các bạn trẻ. Khổ quá. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con. Hy vọng con trai của chị đang ở đâu đó, bất kể ở phương trời nào nghe được, xem được video này, cũng phải bằng mọi cách liên hệ với gia đình, để gia đình có cách có hướng để giúp con mình quay trở về đoàn tụ với gia đình. Chị nói với con đi. Ngọc ơi, bữa nay mẹ đến bên đội hiệp sĩ Thanh Hải, mẹ tìm con. Mẹ mong con xem được cái video này, con ở đâu mà liên lạc về với ba mẹ. Tôi không mấy thứ ở còn ở đây thì quay về với ba mẹ đi con. Mẹ rất nhớ con nhiều lắm. Nhìn cái hình ảnh, những cái người thân, những người làm cha làm mẹ đi tìm con mà khóc nghẹn như thế này, thật sự rất là đau đớn của chú anh chị ạ. Mà em không hiểu sao ngày một cái tình trạng mà tìm việc làm và bị sập bẫy việc nhẹ lương cao rất nhiều. Anh trai anh hãy nói một cái điều gì đó với con trai mình đi. Thôi, mình đi qua thôi.
hôm dài chắc hai vợ chồng bỏ ăn bỏ uống gì không? Không làm gì được hết. Tối bằng đêm nhiều khi em nghe chó sủa em cũng tưởng con về, em cũng ra mở cửa nhờ bữa con có về không. Trời ơi, nhưng mà cũng biệt tâm không ngủ được. Thương quá. Không còn cái cảnh nào đau đớn là cái cảnh mà cha mẹ mà khóc nghẹn để tìm con. Và các con đâu có hiểu được đâu. Nên mong rằng là các bạn trẻ hãy xem video này để mà thương cha thương mẹ, đừng có làm khổ cha mẹ. Hãy suy nghĩ cha mẹ. Mình bỏ đi như vậy rồi, một con ngựa đau là cả tàu bỏ cỏ. Đâu có phải là vì bản thân mình đâu, còn gia đình, còn cha mẹ, còn anh em. Và cái sự việc của hai vợ chồng anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí và giúp đỡ hết mình nhá. Dạ. Chị nhá. Hy vọng rằng là em trai xem được video này, thấy cả ba cả mẹ về đây, đặc biệt là mẹ. Mẹ đang là nước mắt là tuôn rơi. Đêm nào em cũng khóc hết ráo trơn. Bỏ hết công ăn việc làm, mất ăn mất ngủ, thương nhớ. Mẹ thì đêm đêm là cứ nghe tiếng chó sủa là giật mình ra để ngóng trông tin em. Nên mong rằng em ở đâu đó xem được video này sớm quay trở về, đoàn tụ với gia đình. Còn nếu tới giờ phút này mà em bị sập bẫy việc nhẹ lương cao, mà em bị lừa bán qua Campuchia thì em cũng phải gọi về để cho ba mẹ biết có cách có hướng để mà cứu em, giúp em quay trở về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là tìm kiếm được cái thông tin của em trai này, để em trai này có cơ hội để quay trở về đoàn tụ với gia đình. Anh chị còn điều nào muốn chia sẻ nữa không? Dạ thì giờ đến đây là nhờ bên đội hiệp sĩ Thanh Hải đến tìm giúp giùm con em về, giúp cho, dạ, giao cho gia đình em. Em rất là cảm ơn, dạ, bên đội hiệp sĩ Thanh Hải. Em mong anh chị rằng là hết sức bình tĩnh nha, dạ, cố gắng. Em chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt rằng là sẽ một ngày gần nhất con trai mình sẽ quay trở về một cách an toàn nhất với gia đình, dạ, nhé. Dạ. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Dạ đồng ý. Rồi em chào vợ chồng anh chị nha, cố gắng, dạ, nha anh chị nha. Em, dạ, xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.